Vâng, Tâm lại tiếp tục có sản phẩm xuất sắc luôn về để giới thiệu đến nhà mình, đó chính là con Toyota Altis. Cô chú anh chị thấy xuất sắc không? Toyota Altis 2015 1.8G. Xe này là mới lắm nha, hộp số tự động nha, 1.8G số tự động. Đồ chơi bích bùng luôn. Đèn là đã được lên đèn bi gầm. Chiếu gần chiếu xa cũng là đèn bi luôn, LED luôn. Siêu sáng luôn. Rồi màn hình Android cực to luôn, siêu to khổng lồ. Rồi tay nắm cửa, rồi máng che mưa. Nói chung là cái xe này lên đồ chơi khá là nhiều. Thì xe hơi thì có nhiều đó thôi chứ đâu cũng muốn lên thêm gì được nữa. Đây là con xe rất là mới và riêng ha. Một đời chủ mua mới, 1.8G hộp số tự động. Xe này bên Tâm bán cho nhà mình là 550 nha cô chú chị, 550 triệu. Toyota Corolla 1.8G 2015 form mới rồi ha. Xe này cùng form với 15, 16, 17 nha. Cô chú chị thấy đẹp không? Rất là đẹp và đẳng cấp luôn ha. Xe này là xe dạng như những người đứng đứng tuổi á, giáo viên rồi bác sĩ đồ là họ hay vừa sử dụng này, với là cơ quan nhà nước á, đa phần là dân người làm cơ quan là hay xài cái dòng này ha. Đây là con xe của ông bác sĩ ở dưới Bạc Liêu á cô chú chị ạ. Ông mua mới một chủ từ đầu luôn, chạy được 70.000 cây số. Xe này thì lên đồ chơi rất là nhiều, cũng không phải là độ chế gì hết, nhưng mà mình lên cái đèn á cho nó sáng. Nói chung là chủ yếu là đèn đốt phải cho thật sáng, là ông lên dàn đèn rất là sáng luôn, với màn hình to để sử dụng. Rồi vậy thôi, không có độ, không có chế, không có làm cái thứ gì hết. Lên màn hình to với đèn siêu sáng. Còn lại là xe nguyên bản hết, 100% là nguyên riêng, chưa mở bất cứ một con ốc nào hết. Không có làm phai mờ đi cái xe được ha. Biển số rất là đẹp luôn ạ. 94A01539. 94 là Bạc Liêu ha. Xe này là của một vị bác sĩ nam ha. Nước sơn rin này xe này còn nhiều nha quý vị. Sơn rin xe này còn khoảng 8-90 ạ. Một đời chủ mua mới thì chắc xe nó rất là cứng. Chạy 70.000 cây số ha. Cái máy này lên chạy như bay à, chạy dữ lắm. Nó chạy nhẹ, cực kỳ nhẹ luôn nha cô chú chị. Bốn cái vỏ cũng còn khá là mới ha. Và bốn phanh đĩa ABS luôn nha. Xe này bên Tâm bán 550 nha quý vị. Bao rút hồ sơ ha. 1.8G thì nó có ghế điện nha. Đây, ghế điện. Sản xuất 2015 ha. Tán bản lời thì mới tin nè, trần nỉ nguyên rin, ghế là ghế da màu kem, qua lăng tích hợp và xe rất là mới luôn ạ. Vậy là đẹp lắm rồi ha, 2015 mà sử dụng vậy là đẹp lắm rồi. Đây, máy công tắc này chưa thấy dấu hiệu mòn miếng nào luôn. Qua lăng này, nhìn qua lăng đẹp ghê không? Đô 76.000 cô chú anh chị. Máy lạnh auto, màn hình Android rất là to luôn. Màn hình to, cam lùi rất là sáng. Cái này có hướng dẫn chỉ đường rồi luôn ha. Có 4G luôn nha quý vị. Nhạc trẻ luôn. Này để khám phá sau đi ha. Remix luôn.
The key to learning is to understand the concept. If a child doesn't, she struggles. Đây là có sử dụng 4G luôn. Bỏ qua quảng cáo. Dòng này thì âm thanh cực hay luôn. À, âm thanh quá hay luôn đúng không cô chú anh chị? À, Tâm tạm thời tắt nha. Tắt để Tâm quay xong video ha. Nói chung là xe này đồ chơi bích bùng hết rồi. Sướng. Mua xe mà có đồ chơi về mình hưởng. Gương gặp nha. Cái xe này thường người ta sinh ra cái xe này nó rất là nghèo nàn, nó không có đồ chơi, nhưng mà được gia chủ này là vô đồ chơi hết rồi thì khỏe thôi chứ coi đâu ha. Mấy cái này còn mới tinh nè, còn rất là đẹp luôn. Hai cái góc qua lăng nè, xe chạy 70,000 nha quý vị. Tấp lô tấp bi, cái máy chạy trời ơi nó sướng, mấy công tắc còn mới tinh nè, xe mới lắm quý vị ơi. Một đời chủ nè. Người ta nói chung là người ta làm việc nên người ta cũng lịch sự, ta sử dụng cái xe cũng nói chung là cũng cẩn thận ha. Mình cũng an tâm được phần nào. Nhìn cái xe là khá chịu liền. Nó còn rất là nét luôn. Trả lời mới tinh luôn nè. Copy nè. 550 cô chú chị ạ, 550 là bên Tâm sẽ hỗ trợ rút hồ sơ nha. Màu đen, đúng màu đen, Atis Camry màu đen đúng chất luôn. Tràn nỉ nguyên rin. Xe cứng khừ. Đèn đuốc nó sáng rực luôn. Có một dải đèn led nữa. Cam lùi. Nè, Toyota Corolla Altis nè, không 1.8G nè, không biển số đẹp nè. Mức tiêu hao nhiên liệu nó ít xịu à, 6,5 lít, 5,2 lít. Dòng này thì cực kỳ tiết kiệm luôn, sướng. Có dán phim cách nhiệt, rèm che mưa, tay nắm cửa, màn hình Android xịn, cam lùi, đèn bi led siêu sáng luôn. Ốc tán thì chưa có mở con nào hết. Xe chạy 70,000, sản xuất 2015, Toyota Corolla 1.8G số tự động. Một đời chủ mua mới. Nói chung là chủ họ làm một cái ngành nghề nên cái sự từ tốn và cẩn thận của họ mình cũng được ảnh hưởng lay ha. Vỏ lớp còn rin. Thùng bọng mới tinh nè. 550 triệu, cô chú anh chị thấy có nhã ý thì gọi điện cho Tâm ha. Altis này nó chạy ngon tương tự như Camry á cô chú chị, nó chạy tương tự ngon như Camry. Bởi vì Camry nó tới 2.4 lận chứ mà Camry mà cỡ 2 chấm đâu đó. Là Altis này nó chạy ngon y vậy mà nó nhẹ lắm. Gầm là không có một cái miếng gì đổi màu, đổi mè gì hết ha. Vẫn là màu đen, đen thui luôn. Nếu gầm này được rửa ra rất là mới nha quý vị. Không hề hớn, không xét xiết gì hết ha. 2015 nha, 1.8G Toyota Corolla Altis. Mình thấy cái xe thấy ưng cái bụng ha. Mới ghê á. Nè, rất là mới luôn nè.
ốc tán nè quý vị nè. Xe tươi rói à, đẹp lắm. Cô chú anh chị thấy cái xe này thực tế là sẽ chịu liền ha, rất là tươi, phơi phới luôn. Cục số nè, mở cái máy lên nhìn chịu liền. Tam hành trình trước sau luôn. Đăng kiểm tháng 10 2022. Một con xe khá là đẹp ha, chuẩn chất lượng nha quý vị. Khỏi phải chơi, miễn bàn luôn. Và giá thành thì Tâm đưa ra là 550 triệu. Cô chú anh chị liên hệ trực tiếp bên Tâm để được sở hữu em nó nha. Toyota Corolla Atit 1.8G 2015, một đời chủ mua mới. Xe này bên Tâm bao riêng và cam kết cho nhà mình luôn nha. Mình cứ đến thực tế cái xe ha, rồi chạy thử là sẽ biết liền ha. Và xe này bên Tâm vẫn bao kiểm tra hãng bình thường nha quý vị. Cô chú chị về cứ đem vô hãng kiểm tra chết thoải mái, cứ phù hợp rồi alo nhận xe. Xe mới ghê không cô chú chị coi nè. Cái này là cái bóng, cái này là làm giảm nhiệt để cho đèn nó đỡ nóng, miếng nhựa, miếng đó, cục ABS luôn nè. ABS bốn bánh, bình dưỡng nhiệt mới tinh, nắp capo chưa ra. Xương đầu rất là mới, chưa tháo ốc nào hết. Coe mới tinh nè, mặt não không? Cái máy đỉnh của đỉnh luôn, kim ru và rất là trắng, ốc tán chưa gỡ con nào hết. Nhớt trắng phao luôn nha quý vị. 550 triệu nha quý vị, 550 triệu. Toyota Corolla Atit 1.8G 2015, số tự động, capo chưa tháo ha, ốc tán chưa mở riêng hết. Kết nước nè, xương dằn rồi nè, không có một cái dấu hiệu gì hết ha. Tuyệt vời nha quý vị, thật tuyệt vời cho con xe Toyota Corolla Atit 1.8G 2015. Xe rất là đẹp luôn và đồ chơi bích bùng luôn, bích bùng quá trời luôn. 550 triệu. Cô chú anh chị cứ liên hệ trực tiếp bên Tâm sở hữu em này, về đi thiệt hết bài luôn. Mâm là mâm này hình như là mâm 17 hay mâm 18 gì nè, mâm riêng theo xe. Để Tâm coi vỏ coi, mâm 16. Nên nhìn cái xe này nó hàm hố ha, chạy lướt cực lướt luôn nha quý vị. À, người ta lúc nào người ta cũng tín nhiệm cái dòng Corolla Atit này hết á, bởi vì nó sản sinh ra một con xe chạy rất là êm nhẹ, lướt và rất là bền luôn. Cái xe này chạy lanh dữ lắm, nó lanh xe dữ lắm. Mình lên là cái xe nó lướt nó đi thấy thương lắm, chứ không phải như gầy như mấy dòng xe khác ha. Nên rất là được sự tín nhiệm của những người có tuổi với lại những người làm việc cơ quan. Cô chú anh chị hãy liên hệ mua con xe này. Tâm cảm nhận được là con xe này về sẽ làm cho cô chú anh chị mình cảm thấy hài lòng và vừa ý luôn. Bởi vì chất xe nó rất là cứng, hình thể của nó đẹp từ trong ra ngoài, và nó được trang bị khá là nhiều đồ chơi rất là ăn ý với nhau rồi ha. Nên mình mua về là không phải tốn tiền nữa, chỉ việc lên xe đổ xăng là chạy thôi. Còn mặt giấy tờ là bên Tâm sẽ bao rút hồ sơ, cô chú anh chị về huyện nhà nộp vô nữa là xong. Và con xe rất là đẹp, chuẩn men luôn. Cô chú anh chị hãy liên hệ bên Tâm để được sở hữu em nó nha. Toyota Corolla Atit 2015 1.8G số tự động, xe mới tinh. Xe này chủ xe, gia chủ là bác sĩ nên người ta cũng có sự cẩn thận ở trong cái xe ha. Và sản xuất năm 2015, xe chạy được 70.000 cây số, 100% là nguyên rin. Nếu mà lỗi là Tâm chịu trách nhiệm hết, nước sơn còn nhiều, máy móc chưa đụng con ốc,
4 cái cửa capo cốp sau là chưa mở. Nội thất đẹp, đồ chơi nhiều. Chỉ còn vậy thôi chứ không biết nói gì hơn. Cô chú anh chị liên hệ trực tiếp bên Tâm để được hiểu rõ hơn cái xe này nha. Tâm xin kết thúc video ở đây ạ. Chào bà con ha.